Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay thì đến với kênh Khỏe Mỗi Ngày thì em sẽ review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là kim ngân xoang. Đây nó là một cái dòng sản phẩm mà rất là tốt trong cái việc mà hỗ trợ các cái vấn đề về xoang mũi và rất là phù hợp với những anh chị nào mà đang gặp các cái vấn đề về xoang ha mọi người ha. Thì hôm nay thì em sẽ review chi tiết cho mọi người nắm vững về cái cách dùng, thành phần, công dụng của cái sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách thức để chúng ta mua được hàng chính hãng nha. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì về sản phẩm này thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em ha. Thì cái sản phẩm kim ngân xoang hàng chính hãng của công ty á, thì một hộp nó sẽ có 40 gói, mỗi gói nó là 2 gram. Thì ở trên hộp nó cũng có ghi rất là rõ cái công dụng của sản phẩm nè: hỗ trợ giảm các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu do viêm xoang, với thành phần của nó là 100% từ thiên nhiên, ví dụ như là bột phòng phong, bột tân di hoa, bột bạch chỉ, bột xiên khung, bột cạo bản, bột kim ngân hoa, chiết xuất nấm linh chi, bột nhung hương. Đấy, về công dụng thì nó sẽ hỗ trợ giảm các cái triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu do viêm xoang. Đối tượng sử dụng đó là trẻ 6 tuổi trở lên và người lớn có các cái triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu do viêm xoang. Đấy, và cách dùng là trẻ 6 tuổi trở lên và người lớn thì chúng ta sẽ cho uống trực tiếp với nước, uống sau ăn 2 gói một lần, 2 lần một ngày nha mọi người nha. Thì cái sản phẩm này á, thì nó là một cái dòng sản phẩm của công ty LBQ Việt Nam và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đó chính là công ty dược phẩm Smart, nên là rất là uy tín và an toàn cho chúng ta sử dụng. Và ở trên hộp của kim ngân xoang thì nó sẽ có một cái tem chống giả về cái sản phẩm này. Đó, chúng ta thấy chưa? Có cái tem chống giả nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì lát mình sẽ ở phần sau video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả. Thì đây nó là một cái dòng sản phẩm, nó sẽ giúp cải thiện các cái vấn đề về xoang mũi cho chúng ta rất là tốt. Đấy, thì nó sẽ giúp hỗ trợ đào thải dịch mũi ứ tắc, từ đó cải thiện cái tình trạng nghẹt mũi, tắc nghẽn mũi, hỗ trợ phục hồi niêm mạc xoang do viêm xoang lâu năm gây ra, từ đó ngăn ngừa cái hiện tượng xơ hóa niêm mạc. Nó sẽ hạn chế các cái vấn đề của viêm xoang như là viêm tai giữa, viêm dây thần kinh thị giác, viêm xương, nhiễm trùng máu vân vân. Thì cái sản phẩm này á, nó có cái điểm đặc biệt là nó là được dạng viên hoàn bao đường, kích thích nhỏ, dễ uống, tăng hiệu quả hấp thu cho người sử dụng. Thứ hai nữa là nó được sản xuất theo dây chuyền đạt chuẩn GMP của ISO 2000. Đấy, và được bào chế các cái thành phần thiên nhiên lành tính, có sự góp mặt của hai thảo dược quý, đó là nấm linh chi và huyết nhung hưu ha mọi người ha. Đấy, thì dùng rất là hiệu quả luôn. Đấy, và đây nó là một cái dòng sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và được lưu hành trên thị trường rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà sử dụng. Thì cái đó chính là cái công dụng cơ bản của cái kim ngân xoang này. Thì anh chị nào mà đang gặp các cái vấn đề về xoang mũi thì chúng ta sẽ có thể sử dụng qua cái sản phẩm này nha, rất là hiệu quả và an toàn luôn đó các bạn ạ. Cái cách phân biệt thật giả cái kim ngân xoang này như thế nào, thì đầu tiên là chúng ta sẽ ở trên hộp, như ban đầu video mình có nói đó, thì đây nó là cái sản phẩm của dược phẩm Smart, nên là công ty đã cung cấp một cái cách kiểm tra rất là rõ ràng. Đây, soạn tin AH mã cào gửi 7039, thì chúng ta sẽ cào lấy mã số nha mọi người nha. Cào lấy mã số, sau đó chúng ta soạn tin theo cú pháp là AH dấu cách mã cào dấu cách một cái gửi 7039 nha mọi người nha. Cào ra, ở đây nó có cái lớp phủ bạc nè, chúng ta cào ra đó. Thì một cái hộp như thế này nó sẽ có là 40 gói 2 gam, thì tùy theo độ tuổi thì chúng ta sẽ uống là từ 6 tuổi trở lên ha mọi người ha. Uống 2 gói một lần, 2 lần một ngày, tức là một ngày chúng ta sẽ uống hết là 4 gói. Một cái hộp như thế này 40 gói thì chúng ta sẽ uống được 10 ngày. Một cái liệu trình của nó thì nó sẽ dao động từ 1 đến 3 tháng tùy cái mức độ và cái khả năng hấp thu của chúng ta nữa mọi người nha. Thì kiểm tra thật giả là cào tem gửi tin nhắn. Ngoài ra ở đây nó có một cái mã vạch, thì chúng ta có thể kiểm tra quét mã vạch nha mọi người nha. Đây, quét mã vạch đây. Chúng ta hãy đào phần mềm iCheck về, iCheck nó là phần mềm này này. Đó, chúng ta nhấp vô nha. Đấy, sau đó chúng ta đưa vô, chúng ta quét thôi. Quét nha. Đó, mọi người đợi chút xíu. Thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là nó đã đảm bảo cho chúng ta mua đúng hàng chính hãng rồi các anh chị ạ. Rất là đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà khi mà lấy hàng về thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nha. Đây nó là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng ở trên thị trường và đã được rất là nhiều người sử dụng rồi, nên các bạn yên tâm
khi sử dụng. Rồi nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này á, thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0909647968 để em tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Và mọi người lưu ý nha, cái này nó có rất nhiều hàng giả nên mọi người hãy coi kỹ, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng mới thanh toán tiền. Đó thì cái đắt đó là cái cách để chúng ta bảo vệ cái tiền bạc của chúng ta cũng như là sử dụng tiền đúng mục đích, chứ mua ham rẻ, mua về mà sử dụng không có hiệu quả coi như là vứt đi nha các anh chị nhé. Rồi đó chính là toàn bộ những cái video, những cái thông tin về cái sản phẩm kim ngân xoan này. Nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0909647968 nha. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người ạ.